Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và đây là bài viết Cái giá đắt đỏ của bán hàng trên Facebook. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết. Theo một thống kê, đầu năm 2022, có khoảng 78,1% dân số Việt Nam đang dùng mạng xã hội. Trong đó, Facebook là nền tảng phổ biến nhất với 70,4 triệu người sử dụng, đứng trên cả những YouTube, Zalo, Instagram hay Twitter. Vì vậy, không khó hiểu khi Facebook trở thành mảnh đất hứa dành cho bất kỳ ai muốn lập nghiệp qua hình thức bán hàng. Thử lướt vài ba cú trên Facebook, bạn sẽ bắt gặp bao nhiêu bài quảng cáo được phân phối đích danh đến bạn. 2 cái, 5 cái, hay thậm chí là nhiều hơn. Thế nhưng, bạn có biết rằng để những quảng cáo này được tối ưu cho mọi người như bây giờ thì cơ chế vận hành của chúng đã trải qua bao nhiêu lần chỉnh sửa không? Vì sao bán hàng trên Facebook từng được coi là hướng đi ra tiền nhất và do đâu mà điều này không còn đúng ở thời điểm hiện tại nữa? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua một đoạn ngắn được trích ra từ cuốn Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam, hành trình 15 năm trở thành bestseller của tác giả Vũ Minh Trà nhé. Nếu các bạn muốn biết thêm về cuốn sách hay order nó, thông tin cụ thể sẽ được chúng mình để trong phần bình luận và comment. Lớp học thay đổi cuộc đời. Trước đây, tôi có làm chuyên đề về marketing truyền thống kiểu tổ chức sự kiện, in ấn quảng cáo, tiếp thị trực tiếp. Cái thời mang sản phẩm đến từng nhà, gõ cửa mời dùng thử. Một lần đi học lớp truyền thông mạng xã hội, tôi gặp rất nhiều người làm marketing của Facebook. Lúc đấy, tôi chẳng biết trên đời có cái gọi là Facebook marketing. Có cậu em kể, làm Facebook kiếm khoảng vài chục triệu một tháng là ít, xung quanh không hiếm người kiếm vài trăm triệu một tháng. Tôi giật mình khi mấy cậu này mới sinh viên mà đã thu nhập khủng, trong khi tôi làm event mỗi chương trình chỉ được vài triệu. Tôi cảm giác mình đang sang một thế giới khác. Thường mấy cậu trẻ con nói kiếm 100 triệu một tháng thì mọi người bảo là đa cấp, nhưng tính tôi vốn tin người. Tôi chẳng nghi ngờ mà luôn ở tâm thế đón nhận và đào sâu thông tin mình nhận được. Thời đấy, Facebook Marketing chỉ là cấm thẻ Visa vào tài khoản quảng cáo, xong bấm thăng hạng bài viết là ra đơn. Nghe đơn giản vậy, nhưng với tôi, nó là cả bầu trời mới. Làm Facebook lúc đấy thì người chuyên kéo like, bán like cho fanpage, người chạy quảng cáo thuê. Các bạn hình dung số người biết chạy quảng cáo rất ít, thành ra chỉ cần lên chiến dịch, bật nó chạy là đơn tự về. Ngày ấy, CPM hay doanh thu trên 1.000 lần hiển thị chỉ có vài trăm đồng, không có chuyện 50-100 nghìn như bây giờ. Tôi được nhìn mấy campaign, ông bán đồng hồ, ông bán mũ, chạy quảng cáo đâu đấy có 1 triệu, doanh thu toàn tiền tỷ. Vậy là tôi đi hỏi lân la trong lớp, quen khá nhiều người làm social marketing đời đầu. Đây cũng là điều may mắn vì khi bắt đầu tôi đã chơi với toàn người mà sau này trở thành top đầu ngành. Dù không có chuyên môn về digital, nhưng nhờ làm quảng cáo truyền thống nhiều năm nên tôi cũng có nền tảng về marketing để nói chuyện với họ. Từ đó, tôi bỏ luôn cách làm marketing truyền thống, chuyển sang online. Facebook, một thời hoàng kim. Thật ra, trước Facebook Ads đã có Google Ads và Google SEO. Trước Google SEO còn Forum, Facebook là thế hệ thứ 3, thứ 4 của online marketing. Giai đoạn 2010-2012, Google SEO đang cực thịnh. Ngày đấy, tất cả những người làm kinh doanh online đều phải làm SEO vì doanh nghiệp không còn cách nào tốt hơn để tiếp cận người dùng ngoài Google. Sau này, các lớp đào tạo SEO mở ra nhiều, người người nhà nhà làm SEO khiến nó trở nên khó nhằn. Rất nhiều bên dùng thủ thuật đi gắn link, spam khắp nơi, hack vào site của các trang traffic lớn rồi đặt backlink. Sau khi Google phát hiện ra, thay đổi thuật toán khiến các ông đi link spam chết hết. Nhiều doanh nghiệp không thể ngồi chờ SEO mất vài tháng trời nên đổ xô chuyển sang chạy Google Ads. Nhưng Google Ads gặp vấn đề click tặc, tức là nếu search ra nội dung dịch vụ của một doanh nghiệp, các đối thủ sẽ ngồi click cho hết tiền. Vì quảng cáo thời đó, mỗi một click là mất tiền. Dù về sau Google có update chống click tặc, nhưng đến lúc ra thuật toán thì các nhà bán hàng Việt Nam cũng mất cả mớ tiền. Trong lúc SEO và Ads của Google gặp nhiều vấn đề, Facebook Ads ra đời. Hồi đấy Facebook sông sên lắm, cho mã giảm giá rất nhiều. Chúng tôi mua một mã chỉ khoảng 10 đô thì được tặng một coupon tầm 50 đô, thậm chí 100-200 đô, còn khác hơn TikTok Shop app mã giảm giá bây giờ. Với Facebook Ads, bạn chỉ cần lập fanpage, add thẻ Visa vào, bấm 50k chạy thử là ra mấy trăm đơn. Quảng cáo Facebook là CPM nên không lo vấn đề click tặc. CPM khi ấy rất rẻ, bỏ vài nghìn đồng là tiếp cận cả nghìn người. Khách hàng thì ít lựa chọn, cứ lên quảng cáo là có đơn. Thời đấy, cảnh đẹp nhất là nhập 1 đồng, bán 7-8 đồng, chi phí marketing khoảng 5%, sau dần tăng lên 10-15%.
Bây giờ là khoảng 25-35% tùy ngành hàng, giá rất chát. Bạn hình dung, ở Google, bạn phải làm website, lên chiến lược về từ khóa, rồi viết bài đúng thuật toán. Làm SEO cũng như nuôi trồng, phải trồng từ 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm mới thu hoạch được. Còn chạy Google Ads thì chưa biết có khách hàng hay không, thì bạn đã bị đối thủ click cho hết tiền. Ngoài trừ một số sản phẩm giá trị cao như tài chính, bất động sản, người ta vẫn chạy Google vì khách hàng tìm đến Google thường có nhu cầu nóng. Còn đa phần những sản phẩm dễ dàng chi trả như thời trang, mỹ phẩm, gia dụng đều đổ xô sang Facebook. Lúc đấy chúng tôi cũng xây một cộng đồng dành cho những người làm Facebook Marketing, cộng đồng iSocial, anh em chia sẻ kinh nghiệm chạy quảng cáo, làm nội dung, phát triển cộng đồng, group, fanpage. Số lượng người tham gia ngày càng nhiều, lúc cao điểm có 300k thành viên. Giai đoạn đó, đấy là cộng đồng có số lượng nhà bán hàng và marketer đông nhất Việt Nam. Việc bán hàng trên Facebook chỉ có một vấn đề duy nhất là các nhà bán hàng thường thông báo khách để lại, chấm hoặc số điện thoại để tư vấn. Vì thế diễn ra nạn hack đơn. Do số lượng comment rất nhiều nên shop không thể chăm sóc hết. Nhiều bên ngồi cạnh các bài quảng cáo nhiều like và tương tác, hãy ai comment là vào inbox trước hoặc gọi thẳng tới số điện thoại để cướp khách. Thực tại đầy khó khăn. Hiện nay, Facebook Marketing không còn dễ dàng như xưa nữa. Nhiều yếu tố về mặt chính sách Facebook kiềm tỏa người dùng. Trước, ở Việt Nam, có nhiều bên bán sản phẩm đông y. Họ nhập bột sắn, bột khoai, lá sen về nghiền nhuyễn, đóng gói, dán lên mấy cái chữ tàu nghe rất y học, rồi quảng cáo là thuốc chữa xương khớp, gan, tiểu đường. Giá vốn hàng bán chỉ khoảng vài nghìn, bán ra toàn 1-2 triệu. Uống mấy cái đấy thì vô thưởng vô phạt, chả chết ai, nhưng chả chữa được bệnh. Về sau, người ta phản ánh lừa đảo nhiều nên Facebook siết lại chính sách. Những từ khóa như đảm bảo, cam kết hay 100% mà bên đông y hay dùng bị cho vào vi phạm. Hiển nhiên, các mặt hàng khác bị ảnh hưởng theo, cứ lên quảng cáo là chết. Facebook giết nhầm hơn bỏ sót. Facebook còn cung cấp một marketplace phục vụ việc buôn bán. Facebook Shop ra đời có chức năng gắn luôn sản phẩm trong lúc livestream. Ví dụ, bạn livestream trên Facebook xong, khách hàng chốt comment, chốt đơn, bạn tư vấn qua inbox rồi ship hàng. Nhưng Facebook không hiểu một điều, suốt 10 năm trời, người dùng Việt Nam được rèn luyện xu hướng hành vi là nhìn thấy sản phẩm thì để lại comment chấm hoặc hóng, xong có người tư vấn tận răng. Thao tác tự cho sản phẩm vào giỏ hàng, tự thanh toán là hoàn toàn xa lạ. Chỉ sau khi Shopee, Lazada, Tiki v.v. ra đời, khách hàng mới quen với hành vi này. Về bản chất, Facebook là nền tảng giao tiếp, không phải nền tảng thương mại điện tử. Vì thế, so sánh với các sàn thương mại điện tử, Marketplace của Facebook trở nên phế, không hỗ trợ gì cho nhà bán, không có hệ thống quản trị bán hàng, không có chương trình thúc đẩy. Nó chỉ như trang chợ trời, rau vặt. Vì thế, cách đây không lâu, Facebook Shop tuyên bố đóng lại một số tính năng, dự án coi như bỏ. Về mặt doanh thu quảng cáo, suốt mấy năm vừa rồi, Facebook vẫn là top 1. Nhưng việc này chắc không duy trì được lâu. Chạy quảng cáo không rẻ như trước, khách hàng giờ cũng nhiều lựa chọn. Người ta thấy quảng cáo nhưng lại sang shop khác rẻ hơn để mua. Rồi Lazada, Shopee, Tiki được bơm vốn nên hút traffic rất nhiều. Người dùng thấy quảng cáo trên Facebook lại nhảy sang các sàn thương mại điện tử khác nhằm săn lùng giá rẻ, tìm mã giảm giá, free ship. Tôi cho rằng dần dần Facebook sẽ trở thành kênh chăm sóc khách hàng, marketing các sản phẩm dịch vụ, số hóa, phi vật lý. Bởi nếu bán sản phẩm vật lý thì thua các sàn thương mại điện tử về giá. Bán sản phẩm mang tính trendy thì không đua kịp TikTok Shop. Dòng đời một sản phẩm bắt trend nhất thời trên Facebook giỏi lắm sống được 1-2 tuần đến 1-2 tháng. Vì sau 1 tuần 1 tháng bán được là các chủ shop từ những sàn thương mại điện tử khác nhập về bán rẻ hơn nhiều. Vì thế người bán buộc phải đa kênh, không lệ thuộc vào một nền tảng nào cả. Chúng tôi sử dụng Facebook làm kênh giao tiếp và làm thương hiệu, TikTok Shop làm kênh bán, TikTok Video làm kênh kéo traffic. Còn khi vận hành số lượng đơn lớn thì phải qua Shopee. TikTok Shop hiện đang gặp vấn đề về thời gian quay vòng vốn, 15 ngày mới xong một chu kỳ thanh toán. Điều này khiến đa phần chủ đều gãy dòng tiền, rất khó trụ. Tôi đồ là tới đây, trên Facebook sẽ bán tốt mấy thứ như sản phẩm giá cao, độc quyền, thời trang thiết kế, những người có brand rất mạnh. Tôi nghĩ trong 8 năm tiếp theo sẽ là thời của TikTok Shop, còn sau đấy, phải xem có gì đó đột phá hơn hẳn không. Dù sao thì Facebook cũng ở trên ngai vàng khá lâu rồi. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm những nội dung như thế này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.